Vừa phát triển cuộc sống, vừa không phá vỡ cảnh quan sạch đẹp và bầu không khí trong lành, những người dân thành phố, đặc biệt là người phụ nữ, luôn nỗ lực cùng chăm chút cho từng chậu hoa, từng khoảng không gian xanh của gia đình lẫn cả cộng đồng. Để từ đó cùng giữ gìn món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố cao nguyên lạnh này và quảng bá nét mộng mơ của thành phố ngàn hoa Đà Lạt đến những vị khách du lịch gần xa. Với hơn 40 loại cây và hoa trong khuôn viên trước nhà, đòi hỏi vợ chồng bà Thái Thị Đài, phường 8, thành phố Đà Lạt phải thường xuyên chăm sóc. Bằng bàn tay khéo léo và tình yêu đối với thiên nhiên, những đôi bàn tay này đã chăm chút cho từng bông hoa khỏe sắc, tạo tiểu cảnh bằng những gốc cây xanh. Với sự tỉ mỉ và chăm chút hàng ngày, khu vườn trước sân nhà của bà Đài đã trở thành khoảng không gian lý tưởng để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của vùng cao nguyên lạnh. Cô hay trồng những cái loại hoa mà đặc trưng của Đà Lạt, ví dụ như là forget me not hoặc là marguerite, những cái loại hoa là lâu đời của Đà Lạt, hoặc là cái hoa sanssouci hoặc là hoa cúc vàng đó, là hoặc là cái hoa bướm bướm vàng đó. Đó là những cây hoa sống từ Đà Lạt lâu đời và mình muốn giữ gìn và phát triển nó để nó thành những cái cây đó là cây hoa đẹp, nó ươm mầm hoa cho đời. Cũng là người yêu hoa, sau khi nghỉ hưu, gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã chuyển từ Hà Nội đến phường 2 thành phố Đà Lạt để sinh sống, đầu tư cho hơn 100 mét vuông hoa. Từ sân trước, sân sau, tận dụng hành lang hai bên và dùng hoa để bài trí và trang trí bên trong nhà. Bà Thủy chia sẻ, sống tại thành phố ngàn hoa, nếu không trồng hoa là một thiếu sót lớn. Tôi cũng mong muốn là tôi được hòa mình vào với thiên nhiên, đặc biệt là với hoa. Thế cho nên là tại sao tôi lại xung quanh nhà tôi phải trồng hoa, mà trong nhà tôi lúc nào cũng cắm hoa, thì làm cho vườn nhà mình đẹp, đường phố đẹp, khu phố đẹp là chúng tôi cảm thấy nó mừng lắm rồi. Đấy, thoải mái, sống nó thỏa mãn lắm, cái sự đam mê của mình. Không chỉ giữ gìn cho không gian hoa tại nhà, mà hôm nay các chị em phụ nữ kết hợp cùng hội người cao tuổi phường 9 tại thành phố Đà Lạt tiếp tục việc trồng hoa, dọn dẹp vỉa hè, chỉnh trang đô thị dọc theo tuyến đường Sư Nguyệt Ánh, Nguyễn Đình Chiểu và Giạc Xanh. Đây là một trong những hoạt động của phụ nữ Đà Lạt hướng đến Festival Hoa lần thứ 7. Vì thế đã thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của chị em hội phụ nữ. Với suy nghĩ góp phần vào sự thành công của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 nhằm quảng bá thương hiệu du lịch Đà Lạt, thể hiện tính cách và con người Đà Lạt thông qua việc chung tay bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan nơi mình sinh sống, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc xây dựng khu văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời cũng là việc làm thiết thực, thực hiện cuộc vận động 503 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng. Thành phố Đà Lạt mình được mệnh danh là thành phố hoa. Thành là hôm nay chị em phụ nữ và bà con tổ dân phố tập trung để mà trồng hoa chuẩn bị chào mừng Festival Hoa sắp tới. Việc chăm sóc á, thì sẽ phân công cho các hộ gia đình mà ở sát đường á, là chịu trách nhiệm chăm sóc, và chị em thì cũng có trách nhiệm đôn đốc. Đến nay thì có thể thấy rằng là cái việc mà chuẩn bị cho Festival Hoa lần thứ 7 lần này thì các cấp hội cũng đã triển khai rất là đồng bộ. Trong cái dịp mà chào mừng Festival Hoa lần này thì một số phường xã cũng đã có cái việc mà triển khai cho cán bộ hội viên và nhân dân tham gia trồng lại các cái tuyến đường hoa để làm đẹp đối với các cái tuyến đường của tổ dân phố, và có những cái hoạt động thiết thực để chào mừng Festival Hoa. Khi nhắc đến Đà Lạt, người dân thành phố không khỏi tự hào thiên đường của những loại hoa và những khoảng không gian xanh cùng khí hậu mát mẻ, trong lành. Chính vì vậy, mỗi công dân thành phố luôn ý thức việc giữ gìn, chăm sóc cây xanh, đặc biệt là việc dùng hoa để làm đẹp nhà, đẹp ngõ. Đây là một trong những hành động của những người con thành phố ngàn hoa, chung tay xây dựng thương hiệu Đà Lạt, nhất là vào những dịp lễ hội lớn như Festival Hoa lần thứ 7 năm 2017 này.